Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn tô màu cho cái này nha mọi người nha. Thì hiện tại mình đang có đây là một cái đĩa đồ Nhật, một cái đĩa đồ ăn Nhật. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tô ha. Thì đối với cái miếng ở chính giữa này nè, thì mình sẽ tô màu cam trước. Mình sẽ cho vỏ xanh vào, bên trong sẽ là màu cam, hộp là hộp đen nha. Rồi thì mình sẽ trừ khoảng cách ra. Hộp thì nói chung là nó cũng to cho nên là dễ tô á mọi người, cho nên là không có khó tô. Hộp màu đen thì mình sẽ cho luôn ha. Thường thường hộp thì nó sẽ đen. Rồi cái vỏ thì sẽ là một cái màu xanh lá. Chỉ việc tô vào thôi. Rồi tiếp tục. Đối với cái miếng này thì mình sẽ tô là màu này đi. Màu này cho cái miếng này. Màu hồng sen. Chung là không có ép buộc, nói chung mà mình phối màu mình tô mà, thì có nghĩa là muốn tô mình gì tô. Rồi lấy kem ăn đi. Rồi tiếp tục để mình coi coi những cái miếng ở trên mặt này mình sẽ cho màu mèo đỏ, những cái miếng mà gia vị ở bên trên này nè thì mình sẽ cho màu đỏ. Cái màu nó cũng bị tuột rồi mọi người, nó bị hơi tuột thôi chứ nó không có tuột lắm. Rồi, ở đây nữa. Các bạn có thể tô đè màu đậm xuống thì nhìn nó sẽ đẹp ha. Kiểu đè màu xuống thì nhìn cái màu của mình nó biết sao, nó mịn đó các bạn. Vô. Bác ơi cho con xin cà chè nha. Rồi, uống đi. Mỏi nha, mỏi đó. Rồi tiếp tục là tới cái này thì mình sẽ cho màu xanh dạ quen. Cái miếng sashimi bên trong thì có thể là mình sẽ cho màu xám đó mọi người.
miếng đồ ăn đồ Nhật ở bên trong thì mình sẽ cho màu xám. Xám nhạt á, chứ không phải xám đậm đâu nha. Đậm là nó sẽ ra một cái màu, nó sẽ ra một cái món đồ ăn khác nữa. Cho nên là mình sẽ không. Rồi tiếp tục màu xám nhạt. Xám nhạt ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ tô vàng. Wow. Màu xám ha, kết hợp với màu đỏ và cái viền này xuất sắc luôn. Đẹp. Còn gì đẹp hơn cái sự đẹp này. Ôi chết, nếu mà các bạn mình lỡ tôi cái màu đỏ nó sẽ bị nhòe ra các bạn. Lấy đi. Nhìn ngon thế. À cái này cũng là màu hồng luôn. Cái miếng trên này giống cái miếng ở dưới, cho nên là đều là màu hồng. Tuyệt vời. Wow, hơi mỏi đó nha. Có sự mỏi nhẹ nha. Và ok, mình sẽ tô những cái chỗ này màu xanh biển nhạt nhẹ. Rồi sau đó thì mình sẽ đánh xuống dưới đây. Cái này thì nó dạng giống như rong biển vậy đó mọi người. Thì mình sẽ tô màu xanh ha. Ok, thì video này đến đây là kết thúc nha. Bye bye.